Chiều tối ngày 19 tháng 11, bệnh xá đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển. Trước đó, vào sáng cùng ngày, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo Sinh Tồn khoảng 45 hải lý, ngư dân Ngô Văn Hải bị máy nghiền đá cuốn vào tay, gây dập nát mu bàn tay trái, lộ gân xương, cẳng tay trái, chảy nhiều máu và được các ngư dân trên tàu cá tỉnh Bình Định đưa vào đảo Sinh Tồn cấp cứu. Quân y đảo Sinh Tồn đã tổ chức cắt lọc khâu vết thương cố định ổ gãy và khâu nối gân cho bệnh nhân hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định tiếp tục lưu trú tại đảo để theo dõi và điều trị